SMAC Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi âm thanh toàn quốc. Hôm nay SMAC Audio lại hân hạnh được về một sản phẩm mới mang thương hiệu TD Acoustic với mã số là T8 Optical Air Reverb 2019. Một dòng sản phẩm mới được SMAC Audio phân phối có chất âm vượt trội, đem lại cho anh em một cái sự trải nghiệm mới về lĩnh vực KTV tại Việt Nam. Một sản phẩm có đa năng, có thể dùng tại phòng hát karaoke gia đình hoặc là phòng hát karaoke kinh doanh chuyên nghiệp, và tiện dụng hơn nữa là có thể là trải nghiệm tại các buổi show, đó là các buổi show có thể làm sự kiện như một cái mixer chuyên nghiệp, với các cái tính năng nổi trội như là reverb, cổng quang và các cái phân cấp hóa ở các nút chất áp, lưng tiếng và có phần feedback chống hú riêng biệt ở ngoài. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu, trước mắt là giới thiệu, cái thứ hai là sẽ hướng dẫn các bác cách hiệu chỉnh làm sao để có chất âm hay nhất, vượt trội nhất, và cách đầu lối và các tính năng được sau vang. Vâng, và em xin phép được làm mới lại một video một lần nữa, là bây giờ em sẽ test một vài đoạn nhạc để anh em có thêm sự trải nghiệm về sản phẩm này. Trước hết là tiếng nhạc và sau đó tiếng mic, và cái phần thứ ba em sẽ hướng dẫn anh em cách hiệu chỉnh, phần thứ tư là sẽ hướng dẫn cách đầu lối. Vâng, và xin mời anh em cùng trải nghiệm sản phẩm. Có thể là trải nghiệm cái chất âm của sản phẩm vang cơ TD Acoustic T8 Optical and Reverb, và đánh giá qua về sản phẩm này với cái đường nhạc thì sản phẩm này có cho ra một cái chất âm rất là sáng và tiếng bass rất là uy lực. Đấy, và cái tín hiệu đầu vào của nó ấy, thì sẽ được phân cấp, đấy, lọc âm nó sẽ cho ra cái chất âm rất là sáng và rất là mạnh mẽ, đó, rất là sáng và mạnh mẽ. Anh em có thể trải nghiệm qua cái phút giây chúng ta vừa test. Và vâng, và cái phần hiệu chỉnh của cái phần music này thì cũng như các vang cơ khác thì em sẽ để bass hướng 1 giờ này, cái min này, cái trung ấy sẽ hướng tầm khoảng 11 giờ. Đấy, giữa 10 giờ và 11 giờ. Cái hướng cái treble này, thì bản thân cái sản phẩm này nó rất là sáng tiếng. Dẫu biết là sẽ phụ thuộc vào loa và cục đẩy, nhưng cái sản phẩm này cho cái đầu ra của chất âm rất là sáng tiếng. Khi em hiệu chỉnh thì em sẽ để nó ở cái mức 12 giờ chứ không để hướng 1 giờ như các cái sản phẩm vang khác. Vâng, và bên cạnh đó là sản phẩm cái chức năng ba lăng là cân loa đó. Đó là cái phần hiệu chỉnh về cái mục music này. Và sau đó thì em sẽ giới thiệu tổng quan cho anh em rõ về sản phẩm vang cơ này. Và hai nút chính chỉnh volume to nhỏ của mic và của music. Đấy, mic này, của nhạc này. Đó, nó có phần mic music và mic volume và music volume. Đó là một cái sản phẩm nổi trội. Vậy lên T8 sẽ có một cái nút preset là bút nút khóa giới hạn cái tần số, nó giới hạn cái volume của sản phẩm này. Và bên cạnh đó là giới hạn volume của mic này. Dạ vâng, và bây giờ em sẽ test chất mic của sản phẩm qua bộ micro không dây. Anh em thêm sự trải nghiệm. 1 2 1 2 5 6 9 10 1 2 1 2 5 6 9 10. Các bạn có thể thấy là cái chất âm của sản phẩm rất là sáng tiếng và ấm tiếng. Khi chúng ta hiệu chỉnh thêm thì chúng ta sẽ phù hợp hơn với chất giọng của gia đình mình. Và cái điểm nội trội của cái sản phẩm vang cơ TD Acoustic này ấy, thì là cái mục hệ thống echo là có delay, repeat và reverb. Và các cái hiệu năng chỉnh này thường em sẽ để 1, 1 và 3, nhưng tổng hợp lại cái phần echo này ấy, thì sẽ tạo ra 512 hiệu ứng âm thanh.
khi chúng ta hiệu chỉnh. Đó thì mỗi một các cái núm volume này chúng ta sẽ có thể hiệu chỉnh là 8 tần số. Ví dụ là từ 0 này. Đó, chúng ta chỉnh hết cỡ thì nó sẽ là số 8. Đó, và tổng chúng ta có thể là hiệu chỉnh ra 512 hiệu đường âm thanh. Vâng, và thường em sẽ để là 113 để có thể là khuếch đại cái chất giọng thật của mình hơn. Và một điểm nổi trội nữa dòng sản phẩm này là cái phần X-Center lưng kính mic. Vâng, rất là hiệu quả, đa năng. Nó sẽ làm khuếch đại tần số bass và chép lên, và giọng hát của mình sẽ ấm và sẽ đầm tiếng hơn. Đó, và cái phần thứ hai nổi trội hơn, thứ hai là cái phần feedback này, chống hú này, để chúng ta có thể là tùy chỉnh cái khả năng chống hú, đó là sẽ phù hợp với mọi chất giọng của gia đình mình. Đó, khi chúng ta alo lên. Lê 112, alo 112, nhả ra 112, 5, 6, 9, 10. Khi chúng ta nhả ra ấy, thì chúng ta có thể cảm nhận thấy cái chất âm sẽ sáng tiếng hơn và bay tiếng hơn. Nhưng khi chúng ta bấm vào ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái chất giọng của mình quyện hơn và tiếng sẽ được luyện lấy hơn. Vâng, và một cái tính năng như thế sẽ làm sản phẩm có thêm sức năng nữa, có thêm sự đa năng để có thể là tùy chỉnh với mọi giọng hát của quý vị và các bạn. Và giới thiệu tổng quan lại, đó là cái phần mic em vừa nói chuyện là giới thiệu phần mic cho anh em, và giới thiệu tổng quan lại và các cái hiệu chỉnh cho anh em có thể sử dụng. Đó là cái phần mic, đó em sẽ để cái mic center này, em sẽ bấm vào có thể là nâng giọng mic mình lên. Phần bass, trung, chép là cái phần hệ thống của mic ấy, thì chúng ta sẽ để hướng 1 giờ, 11 giờ và 1 giờ, để có thể là phù hợp với mọi chất giọng của gia đình mình. Và cái tần số đây, tần số từ 140Hz đến 3.5K thì chúng ta sẽ để ở cái mức giữa 1K và 2K để có một cái chất giọng bay hơn. Và bên cạnh đó là cái phần ba lăng là cân loa, đó cân loa trái, cân loa phải ở cái phần music equalizer. Vâng. Và tiếp theo ở hàng dưới thì chúng ta có thể thấy là cái phần effect music là cái phần cắt effect khi chúng ta muốn biểu khi chúng ta muốn phát biểu. Đó, khi ví dụ em trải nghiệm luôn này. Lên 112, lên 112. Và bây giờ em sẽ bấm vào 112. Lên 12 kính thưa 12567910 lên 12 lên. Đó chính cái chức năng này sẽ đem đến cho cái vang cơ TDT acoustic này có thêm sự tiện dụng và có thể làm thích hợp vào cái show hoặc là các cái chương trình đám cưới để thay thế một cái mixer chuyên nghiệp. Đó, và cái phần effect equalizer chúng ta sẽ lưu ý là sẽ phù hợp với chất giọng của mình, thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái đoạn đuôi của khi mình alo xong là chúng ta sẽ hiệu chỉnh theo cái giọng hát của mình. Và thường thì em sẽ để bass ở hướng 11 giờ, trung là hướng tầm khoảng 12 giờ, chép thì nó cũng tí tách ở hướng giữa 12 giờ và 1 giờ. Và ở cái phần effect này thì nó cũng có ba lăng để cân loa, đó vẫn có cả ba lăng để cân loa. Thì cái này hai cái ba lăng này chúng ta sẽ để ở mức giữa để có thể là cân hai bế loa một cách đều. Và bên cạnh đó là cái phần feedback chống hú như em đã giới thiệu từ trên. Feedback chống hú này sẽ cho ra hai cái hiệu chỉnh để chúng ta phù hợp với chất giọng của mình, đó là nhả ra thì giọng sẽ bay tiếng khi chúng ta tích hợp cái chức năng này và bấm vào, thì sẽ cho một cái chất giọng rất là quyện và tiếng rất là luyến láy. Đó, thì tất cả cái phần hiệu chỉnh này thì em đã hướng dẫn qua cho anh em, và anh em có thể là trải nghiệm cái sản phẩm này với một cái hiệu chỉnh như mong muốn của anh em. Đó, và khi em setup cho sản phẩm này và gửi đến tay người tiêu dùng thì bọn em sẽ setup nó phù hợp chất với cái bộ dàn karaoke gia đình mình, bằng những cái câu hỏi: nhà anh đã dùng loa gì, nhà anh dùng cục đẩy gì, và bộ dàn của anh đã có gì, và phòng của anh bao nhiêu vuông, thì gần như setup sẽ được tầm khoảng 70-80%. Thế có nghĩa là anh em chỉ chỉnh tầm khoảng 10-20% thôi, đấy là tùy cái giọng hát của anh em mình thôi. Đó, và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em
cái chi tiết đằng sau của sản phẩm để anh em có thể thêm sự trải nghiệm. Dạ vâng, đây trên đây là một cái hình ảnh là đằng sau của sản phẩm. Đó là khi chúng ta có thể nhìn tổng quan sản phẩm, đó là đây là cái mục dây nguồn. Đó, dây nguồn để anh em có đầu nối, ở dưới là cầu chì bảo vệ. Bên cạnh là công tắc. Đó, công tắc. Và cái phần tiếp theo là cái phần tính năng rất hiện đại là cái tính năng kết nối cổng quang. Kết nối cổng quang thì có thể là anh em cho một chiếc nó sạch hơn khi kết nối với cổng quang. Thì đây là cái nút nó chuyển giữa cổng quang và cái đường AUX. Đấy, khi chúng ta dí vào thì sẽ trải nghiệm sản phẩm ở cổng quang. Đó, khi chúng ta nhả ra thì sẽ trải nghiệm sản phẩm, cái chất đầu vào, tín hiệu đầu vào của sản phẩm là đường AUX 1, AUX 2. Đó là một cái lưu ý nhỏ để anh em có thể trải nghiệm sản phẩm. Và tín hiệu đầu vào của sản phẩm đã được mạ vàng, tránh tình trạng mo ve lẹt xẹt. Đó, các anh em có thể nhìn thấy rõ. Đó, em sẽ quay chi tiết hơn cho anh em xem. Đó, nó sẽ được mạ vàng, tránh tình trạng mo ve lẹt xẹt. Và em lại làm mới một video khác. Vâng, và cái đường ra của nó rất là đa năng, rất là tiện lợi. Khi chúng ta sẽ có 6 đường ra tương ứng 4 đường ra cho đường nhạc. Đó là cái đường ra Net Drive này và Surround này. Đó là Surround, có thể là hiệu chỉnh hai đôi loa. Đấy. Volume to nhỏ của sản phẩm. Đường volume to nhỏ, cái đường ra của nó ấy. Muốn to ra to vào. Đó, chúng ta có thể hiệu chỉnh, nhưng mà thường thì em sẽ để kịch volume để chúng ta có thể hiệu chỉnh ở trên mặt vang. Và bên cạnh đó là phần center là đường lấy lời. Đấy, chúng ta có thể ở max volume, chúng ta có thể kết nối thêm một đô la nữa làm lời ở giữa. Và cái phần nổi trội là cái phần sub này thì sẽ có thêm một tính năng là tính năng mic. Đấy, mic có nghĩa là lời mình hát sẽ có ra được cả đường sub. Đó là một cái tính năng rất là nổi trội, rất là vượt trội của sản phẩm Vanco TD Acoustic T8 Austin Reverb này. Và một sản phẩm rất chất lượng. Tôi thực sự đánh giá cao sản phẩm này. Và trên thị trường có rất nhiều cái sản phẩm cùng loại và những sản phẩm cao cấp. Nhưng cho đến hiện giờ chúng tôi phân phối các sản phẩm của S-Max cũng như là TD thì đọng lại những cái sản phẩm đáng lưu ý nhất, chúng ta tin tưởng nhất và cao cấp nhất, đó là hai sản phẩm Vanco TD Acoustic T8 Optical and Reverb và sản phẩm Vanco S-Max KMD 8F. Hai dòng sản phẩm này rất chất lượng với nhau, rất chất lượng và được anh em có thể trải nghiệm chất âm 10 người thì thực sự là cả 10 người đã và đang ủng hộ S-Max Audio. Vâng, và cũng phải nói là nhiều người đánh giá tốt nhưng mà phải phù hợp với cả cái giá tiền. Nhưng sản phẩm này bọn em có thể đưa ra một cái mức giá là 3 triệu bao ship và tặng kèm một đôi dây cao lông để anh em có thể kết nối sản phẩm với các cái cục đẩy cũng như là các cái thiết bị âm thanh gia đình mình. Vâng, và trên đây là video giới thiệu sản phẩm Vanco TD Acoustic T8 Optical and Reverb. Vâng, và em xin báo giá lại một lần nữa là sản phẩm Vanco TD Acoustic T8 Optical and Reverb có giá là 3 triệu bao ship và tặng kèm một đôi dây cao lông. Vâng, anh em mua hàng thì hãy để lại số điện thoại cũng như hoặc liên hệ với số 0965560083 để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm. Vâng, và khi mua hàng anh em xin lưu ý là sản phẩm Vanco TD Acoustic này sẽ có tem chính hãng của công ty. Đó, hàng chính hãng này và sẽ bảo hành điện tử. Đấy, sẽ là tem bảo hành điện tử. Bên cạnh đó là sẽ có một cái tem bảo hành là tem giấy tránh tình trạng bóc máy chỉnh sửa. Và anh em có thể dựa vào đây để đánh giá sản phẩm này đã bị chọc máy hay chưa, có zin hay không. Vâng. Và kèm theo khi anh em mua hàng thì sẽ có một cái phiếu bảo hành. Tất cả phiếu bảo hành là sẽ là bảo hành điện tử rồi nhưng mà vẫn có thể là kèm theo phiếu bảo hành, và khi có trục trặc gì anh em có thể ghi thông tin bảo hành đây, ghi thông tin vào cái phiếu bảo hành này
để bên em có thể là quản lý hàng dễ hơn và hỗ trợ anh em bảo hành trong thời gian sớm nhất. Vâng, và xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như là xem những video giới thiệu, video đánh giá của SMX Audio. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt miền xa tiếng chân trời, nghe sóng gió dạt dào biển cả, vươn những phi nào gió thổi trên bờ buông vương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.